đây chính là những đường phố tăng tốc tiến lên tỏa sáng everywhere I go. Tự nhiên là xém lên tìm anh hết chỗ. Hay bố đã nốt rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Cầu trời mà chú số là anh biết em liền. Vì cái tính em hiền, yeah, yêu em tin là miễn phí nè. Nhưng thủ lộ bằng miệng là phải tính thanh tiền. Ở cuối năm qua nhờ em, ý em cứ mang theo trầu cao. Má em cũng vừa ưng rồi, thì giờ ý em yêu sao. Mình cứng gánh cho anh thằng cô đầu lòng, cho anh sống như chưa từng mơ. Em đi hết năm rồi xong mình về tìm đến luôn xin cần hơn. Đừng có nghĩ anh đây là dễ dãi. Em đã em đã đâu biết đó. Đừng có nghĩ anh đây là dễ dãi. Em đã em đã em đã. Lọc dân tơ cho em mấy chàng văn thơ. Bề ngoài anh gangster như là thích tâm trăng mơ. Điện thoại không bao giờ máy bật bật bật. Anh đem đồ trái tận em hôn cả hộp xoàng. Mới biết khi đang ngâm đầu bạc có số một đàn. Một đàn, một đàn, một đàn, một đàn. Khi đang ngâm đầu bạc có số một đàn. Đừng có nghĩ anh đây là dễ dãi. Em đó, em đó, em đã đâu em đó. Vợ anh đủ khi anh phải ế ỏi. Em đó, em đó, em đã đâu em đó. Em đó, em đó, em đã đâu em đó. Sẽ là vợ của anh trong tương lai. Em đó, em đó, em đó, em đó. Chân tơ cho em như trường văn thơ. Chẳng tơ cho em nghe chẳng văn thơ. Cho em nghe chẳng văn thơ. Điện thoại không bao giờ máy mở. Khi chẳng lần đầu bạc có số một đại. Một đại. Khủng khiếp. Mọi người xin Kay Trần.